Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Trong phút chốc tôi như rơi thẳng xuống địa ngục. Gã đầu sỏ cầm lấy nắm tiền trên tay rồi hất hàm ra hiệu cho đám đàn em lôi tôi ra. Dù cho tôi náo loạn, gào thét, giãy giụa thế nào cũng không chống cự nổi đám người. Đoạn đường về nhà gã đàn ông trung niên to béo kia không quá xa. Nhưng vì tôi liên tục giãy giụa nên phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đến. Đến nơi, tôi được đưa vào một cái sân nhỏ. Trên sân dựng một rạp hoa đơn sơ. Căn nhà được xây theo kiểu nông thôn, chia thành mấy gian. Tường mốc meo úa vàng. Gã béo ục ịch túm tay tôi lôi vào trong cười khà khà với mấy người trong nhà. Mọi người xem tôi đưa ai về đây này. Ngày mai làm lễ xong, cô ta chính thức làm vợ tôi. Bên trong một người phụ nữ độ hơn 30 tuổi bước ra, chán ghét nhìn tôi rồi nói. Bố tốn cả nửa gia tài để mua nó về cũng chỉ vì nó xinh đẹp thôi đúng không? Lấy vợ hai rồi, chọn bừa một đứa thôn quê là được. Còn đua đòi lấy vợ đẹp làm gì để gánh nợ mà gặp đầu ra. Rồi sau lấy tiền đâu ra mà mua vợ cho thằng Ban nữa. Mày không phải lo, tao tính cả rồi. Bao năm nay từ lúc mẹ mày chết, tao ở vậy nuôi mấy chị em mày. Giờ chúng mày lớn, tao lấy vợ đẹp chút cũng quản à? Quản chứ sao? Biết thế con bảo đám người kia đặt một con vợ béo tốt một chút, rẻ tiền một chút. Con danh này nhìn đã biết cái loại tiểu thư chẳng làm nổi việc đồng áng. Mua về chỉ tổ hầu hạ thế. Tao đã mua rồi, mày đừng có nói nhiều. Sau đừng có gọi con danh này con anh kia. Mày phải gọi là dì hai nghe chưa? Chuẩn bị nước xong chưa? Rồi. Lão đàn ông trung béo ục ịch gật đầu lôi tôi vào một căn nhà nhỏ sát cạnh dưới nước. Bên trong có ánh đèn dầu. Ở giữa có một chậu gỗ lớn đựng nước. Còn có cả xà phòng thơm, cười đê tiện và nói với tôi. Tắm đi cho nó sạch sẽ. Sạch sẽ rồi chờ anh. Nói rồi lão ta đi ra ngoài không quên chốt cửa. Mấy ngày rồi tôi chưa được tắm táp. Cơ thể cực kỳ. Vô cùng bẩn thỉu. Nhìn trộm nước thật sự rất muốn tắm. Thế nhưng nghĩ đến việc cơ thể sạch sẽ rồi phải phục vụ lão già kia, tôi lại lợm giọng buồn nôn. Nghĩ đến những ký ức kinh hoàng liền lao đến đổ hết trộm nước ra ngoài nền đất rồi ngồi phịch xuống. Nếu biết trước kết cục này, thà rằng tôi và Vinh đã sớm lên giường cùng nhau cho rồi. Còn chờ gì đến đền tân hồn. Giờ cô hối hận cũng đã muộn. Ngồi một lúc, bên ngoài cũng có tiếng mở cửa. Không phải là lão già kia mà là người con gái. Chị ta cầm trên tay bát xôi cùng với mấy miếng gà. Nhìn thấy tôi bê bết ngồi dưới nền đất. Nước nồi nổ tung tóe. Thoáng sững người lại nhưng không nói gì. Chỉ đặt bát xôi xuống rồi định bước ra. Tôi vội lao đến túm tay chị ta. Người trong nhà này phản đối lão già kia lấy tôi là chị ta. Có lẽ cũng chỉ có chị ta giúp được tôi nên tôi nghẹn ngào nói. Chị có thể giúp tôi trốn khỏi đây được không? Bố chị mua tôi bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi. Người đàn bà nhìn tôi chằm chằm, gương mặt ngẫm nghĩ gì đó nhưng vẫn không đáp. Tôi biết chị ta rất tiếc số tiền lão già bỏ ra mua tôi nên trân trọng nói tiếp. Tôi sẽ trả gấp ba. Gấp ba có được không? Anh trai tôi rất nhiều tiền, có một công ty đồ gỗ nội thất. Chỉ cần chị giúp tôi về được nhà, anh tôi sẽ trả gấp ba, thậm chí gấp năm. Tôi không thể giúp cô. Nếu tôi giúp cô trốn thoát, không chỉ là bố tôi đánh tôi chết, mà dân làng cũng sẽ vỉ nhổ vào mặt gia đình tôi. Số phận thế rồi, cô nên chấp nhận đi. Từng lời nói của chị ta cắt đứt toàn bộ niềm hy vọng mong manh của tôi. Tôi gần như phát khóc, quỳ dưới chân chị ta dập đầu van xin. Tôi xin chị ấy giúp tôi. Yêu cầu gì của chị trong khả năng tôi đều sẽ đáp ứng. Tiền tôi cũng sẽ trả đầy đủ. Xin chị tin tôi sẽ trả gấp 3 lần số tiền gia đình chị bỏ ra mua. Cũng không báo công an hay là đưa ra pháp luật. Còn chưa nói hết câu, chị ta thở dài và ngắt lời. Thật ra, năm xưa mẹ tôi cũng là người được mua lên từ dưới phố. Ông bà ngoại vì nợ nần cờ bạc mà bán mẹ tôi cho bố tôi. Ở đây đa số đàn ông đều sẽ phải mua vợ. Hoặc là mua vợ ngay trong thôn, hoặc là mua ở mấy cái vùng quê nghèo khó ở gần đây. Còn một số ít thì mua vợ dưới xuôi.
Gái thôn quê hầu hết sẽ cam tâm tình nguyện ở lại và không hề chạy trốn. Hoặc có chạy thì bị đánh vài lần sẽ không chạy nữa. Nhưng gái miền xuôi thì khác. Để mua được vợ dưới xuôi rất khó khăn, cũng tốn rất nhiều tiền, lại vô cùng khó giữ. Không phải ai cũng có thể bỏ cả gia tài ra để mua gái miền xuôi lên được, nên mua được một gái miền xuôi rồi thì phải giữ rất chặt. Cũng chưa từng có ai chạy thoát được. Sau cùng họ đều chấp nhận ở lại. Mẹ tôi là người chạy trốn nhiều nhất ở đây. Chưa một giây phút nào mẹ cam tâm tình nguyện ở lại. Mẹ tôi lúc nào cũng nung nấu tìm cách trở về miền xuôi với người mẹ thương. Thế nhưng chạy bao nhiêu lần bị bắt về lần ấy lần. Sau này sinh tôi và em trai ra, mẹ vẫn không muốn ở nơi này, vẫn tiếp tục bỏ trốn. Lần cuối mẹ trốn xa nhất, nhưng rồi vẫn bị đuổi kịp. Lúc ấy hoảng loạn quá, mẹ rơi xuống vực sâu, nên chết không toàn thây. Tôi có muốn giúp cô thì cũng lực bất tòng tâm. Và lại, chuyện mẹ tôi bỏ trốn chết đi, dân làng cười chê gia đình chúng tôi bao năm. Em trai tôi xấu hổ không dám đi học. Tôi cũng phải lấy một người chồng có hai đời vợ, bê tha, rượu chè, đánh tôi như cơm bữa. Giờ cô trốn giữa gia đình tôi, không ngóc đầu lên nổi. Tôi không ưa gì cô, nhưng cũng không thể làm trái ý bố tôi được. Tôi đưa tay lên giữ lấy lòng ngực, sợ hãi, hoảng loạn. Những chuyện hoang đường tôi tưởng chỉ có trên tivi, không ngờ có thật ở ngoài đời, còn rơi xuống đầu tôi. Cố gắng gượng tôi ngước mắt lên hỏi chị ta. Công an, họ không can thiệp gì sao? Can thiệp gì? Mấy cô gái dưới xuôi bị bán ở đây, đa số là gia đình họ bán đi kiếm tiền. Mà gia đình cam tâm bán đi, họ lại không trốn được, thì công an làm sao mà can thiệp được? Có những người bị bắt cóc chứ không phải gia đình họ bán đi thì sao? Số cô gái bị bắt cóc không nhiều, nhưng bắt cóc thì cũng đâu có nghĩa là công an sẽ tìm được ra. Bắt cóc bán sang biên giới mới nhiều, mà công an thì họ cũng đâu có tìm được hết. Có mất tích thì cũng nghĩ là bị đưa sang biên giới thôi. Nói đến đây, bên ngoài cũng có tiếng dép loẹt xoẹt. Tôi nghe tiếng thở của mình yếu ớt như con thú bị giam cầm, giống như bị đề đọa xuống âm ti địa ngục. Vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt, vẫn ngỡ như chỉ là một cơn ác mộng, nhưng chẳng thì tỉnh. Những lời chị ta nói như đòn đả kích nặng nề vào đại não. Người đàn bà kia nhìn tôi lần nữa rồi mới rời đi. Bên ngoài, lão già béo ục ịch kia cũng bước vào. Ngoài lão ta còn có một người thanh niên độ 25-27 tuổi, làn da bánh mật cũng đi theo. Vừa nhìn thấy tôi, người thanh niên kia cũng khựng lại mấy giây, không chớp mắt, rồi nhếch răng cười, hơi thở nặng mùi bốc ra, nói với lão béo ục ịch. Còn vợ bố mua đây à? Trung sinh ngon quá, hay bố để cho con? Tôi không chịu đựng nổi cái mùi hôi ấy, oẹ lên một tiếng. Hắn ta liền sờ mặt tôi rồi nói tiếp. Bố, để cho con nhé. Không được, ta mua nó về làm vợ. Đợi một thời gian nữa, ta mua cho mày con khác. Nhưng con rất thích cô ta. Thích cũng không được. Bố, nhưng mà cô ấy thật sự rất hợp mắt con. Hay là hai bố con mình chơi chung? Đằng nào cũng có mất cái gì đâu. Nghe đến đây, suýt chút nữa đã lao vào vung tay tát cho hắn ta một cái. Lão già trung niên lờ mắt nhìn hắn ta. Hắn ta lại nói tiếp. Bố, chơi chung với nhau đỡ tốn tiền, mua vợ mới cho con. Bố xem, cô ta mơn mởn thế này, mua tốn tiền mua như vậy, không để con dùng thì thật là phí. Chứ giờ bố tính sao? Con 26 tuổi rồi còn chưa có vợ, còn mất đền bố đấy. Sự bệnh hoạn của hắn ta làm cho toàn thân tôi nổi gai ốc. Bàn tay thô ráp của hắn ta vẫn không ngừng mân mê trên trán, trên má, trên người tôi. Rồi hắn ta cười khỉnh khỉnh. Bố mà không để con chơi chung, lúc bố ra đồng, con sẽ chơi cô ta. Hắn nói đến đâu, tôi gần như chết ngất đến đó. Sự bẩn thỉu dơ dáy, khốn nạn và đáng sợ hơn cả việc bán thân làm đĩ của những cô gái làng chơi. Lão già béo ục ịch kia không có đáp lại, cũng không phản đối, sự im lặng giống như sự đồng ý cho thằng con trai bệnh hoạn. Hắn ta không buông tay trên mặt tôi, như con thú hoang lao vào xoa ngực tôi,
hơi thở nặng mùi mỗi lúc một nặng hơn, khiến tôi tởm lợm hất tay hắn ra. Nhưng hắn vẫn không hề nao núng, đưa tay xoa xoa xuống mông tôi và nói tiếp. Bố, hay là bố con mình chơi cô ta luôn ở đây? Nghe bây giờ có được không? Mày đừng có vớ vẩn. Còn mấy tiếng nữa là làm lễ rồi. Mày nên chuẩn bị thủ lọn cho tao. Hắn ta lúc này buông tay trên người tôi ra, nhìn lão già ủ kịch kia và cười cợt. Bố muốn chơi cô ta trước chứ gì? Vậy con nhường bố trước. Xong thì gọi con đi giết lợn xong sẽ quay lại. Đoạn hắn quay sang thì thầm và nói vào tai tôi. Đợi anh nhé, bố anh xong việc, sẽ đến lượt anh. Bị bắt cóc bán cho lão già đáng tuổi bố, tôi đã thật sự là tận cùng của sự thống khổ. Giờ còn thành công cụ tình dục cho cả hai bố con lão ta. Quả là sự tuyệt vọng không có lối thoát. Tinh thần tôi gần như bị tê liệt. Chưa kịp phản ứng gì, thì lão già kia đã lao vào tôi. Mùi hôi tanh, mùi rượu, mùi chua lòm của cơ thể lão hòa quyện vào nhau và bốc ra. Lão ta đưa đôi môi nhăn nheo hôn lên môi tôi, vùi đầu vào ngực, vào bụng. Tôi suýt chút nữa bật khóc vì không thể chịu đựng nổi cảm giác này. Sắc mặt tái xanh, tay chân run rẩy, nghĩ đến việc lão ta và thằng con trai kia bị hành hạ, cưỡng hiếp, trà đạp thân xác này, tôi không thể nào thở nổi. Đến khi lão già đang xé toạc áo tôi bỗng như điên dại, liền cúi người xuống, lấy hết sức về chậu gỗ dưới đáy đẩy một phát đập vào đầu lão. Lão già ngay lập tức ngã lăn ra đất. Tôi cũng vội vã mở cửa và chạy ra ngoài. Quả thực, giây phút này tôi không thể nghĩ được gì nhiều nữa. Dù một lần chạy trốn đã bị bắt lại, nhưng vẫn không thể tiếp tục ở đây. Biết rõ con đường chết đến rất gần, nhưng không thể dừng lại. Bên ngoài sân không có ai, chỉ có tiếng nháo nhác giết lợn phía sau. Tôi phóng thục mạng ra cổng không ngoảnh đầu. Có điều còn chưa chạy được bao xa, một đám người đuổi theo phía sau. Tiếng thằng con trai của lão già kia văng vẳng phía sau. Nó kia rồi, bắt nó lại. Chẳng mấy chốc đám người tóm được tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao số phận lại cay nghiệt với mình đến vậy. Điên cuồng, tuyệt vọng, gào thét giữa núi rừng. Đám người lôi tôi về sân. Không biết ai đã đánh tôi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Mấy cái vả liên tiếp vào mặt. Thằng con trai kia gầm gừ. Đã bảo để con chơi nó trước cho thì không nghe. Con này, mỗi lần chơi nó xong phải trói lại nhốt vào nhà kho. Không là nó sẽ tìm đường trốn vào đường được cho mà xem. Tôi ngước mắt lên nhìn. Dưới ánh đèn bóng tuyếp le lói vùng vẫy chửi bới. Lũ bệnh hoạn, thả tao ra, thả tao ra. Thằng con trai nghe xong lao đến túm tóc tôi và gần từng tiếng. Mày hét đi, hét lên, để ông chơi mày luôn. Anh rể, anh cũng chơi nó luôn đi. Bố, chơi nó luôn, lễ là gì tầm này nữa. Chơi xong sáng mai làm lễ. Chơi nó đi cho nó khỏi phải chạy. Nói đến đâu, thằng con trai quật tôi ngã ra đất đến đấy. Tôi phản kháng liền bị đánh. Tôi gào thét liền bị bả. Hắn ta xé toạc áo tôi điên cuồng như muốn cưỡng bức ngay lập tức. Cuối cùng, tôi cũng không kiên cường nổi, bật khóc tu tu. Vậy mà hắn ta chẳng những động lòng còn kiến răng, định kéo nút lớp vải mỏng manh của áo ra khỏi người, thân thể to lớn, bẩn thỉu đè lên người tôi. Khi tôi tưởng trong giây phút ấy tôi sẽ bị đưa thẳng xuống địa ngục, thì đột nhiên có người có cất tiếng lên. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy thằng con trai bỗng dưng dừng lại. Đám người nháo nhào rồi cất tiếng. Bác Nguyên, anh Viễn, sao hai người lại ở đây giờ này? Tôi run rẩy lẩy bẩy, ngước mắt lên nhìn. Nhưng vì bị đánh nên mắt đã mờ, không nhìn được rõ mặt người. Chỉ thấy qua lớp sương mờ một người đàn ông độ 27-28 tuổi cùng một người đàn ông trung niên đang bước vào. Người đàn ông trung niên nhìn tôi, lại nhìn một lượt mấy người nhà lão béo và hỏi. Hai bố con tôi vừa đi giao gỗ về, qua đây thì thế thì tiếng là hét. Cô gái này là ai? Sao lại đánh và hành hạ người ta thế này? À, đây là vợ của bố cháu, mới mua từ dưới xuôi lên, nhưng nó dám bỏ trốn. Gia đình cháu chỉ đang định dạy cho nó bài học thôi ạ. À.
Bố cậu gần 60 tuổi, còn mua một cái cô gái trẻ như thế này về làm vợ. Tôi còn tưởng là vợ cậu chứ. Dạ, không phải vợ cháu ạ. Hắn ta vừa lười. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh liền cười nhàn nhạt. Không phải vợ cậu mà cậu sẽ hóc cô ta. Đang định làm cái trò gì thế? Như người đàn ông nói, tôi không kìm được, đưa tay quệt mắt để nhìn anh ta cho rõ. Bởi giữa những người nói tiếng địa phương lơ lớ thì anh ta lại nói tiếng phổ thông vô cùng chuẩn, không hề mang chút âm sắc địa phương nào. Lúc này tôi giống như con chim bị thương tích đầy mình. Tôi đã quá tuyệt vọng. Cũng không biết người này là ai, nhưng vẫn lao đến túm lấy chân anh ta. Thực sự tôi đã đến đường cùng. Bây giờ chỉ cần tìm mọi cách, miễn sao tôi có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thoát khỏi hai bố con lão già này. Không muốn chịu sự giày vò của bọn ác quỷ nơi đây, nên gào khóc van xin. Tôi xin anh, cứu tôi với. Tôi bị bắt cóc bán cho lão già này. Hai bố con lão ta muốn cưỡng bức tôi. Tôi cầu xin anh hãy cứu tôi. Tôi không muốn làm nô lệ tình dục cho bố con lão ta. Người đàn ông cúi xuống nhìn tôi. Thằng con trai kia vội kéo tôi lại và cho tôi một cái và rít lên. Cầm mồm. Mày còn dám mở mồm ra cầu cứu. Thế nhưng, dù bị thương khắp cơ thể, tôi vẫn đẩy hắn ra lao đến lần nữa. Tiếng khóc xé toạc tâm can, dập đầu van xin. Tôi cầu xin anh, cứu tôi. Tôi không muốn làm vợ lão ta. Tôi không muốn làm nô lệ tình dục cho cha con lão ấy. Tôi dập đầu, tôi xin anh. Thằng con trai và cả lão già đã tỉnh lại, tiếp tục lôi tôi ra. Bàn tay thô ráp túm tóc tôi, vừa đánh vừa cấu nhéo, rồi nhìn người đàn ông kia cười và nói: xin lỗi đã làm phiền anh Viễn. Cô ta ngang ngạnh hệt như mẹ em ngày xưa. Muộn rồi, anh Viễn và bác Nguyên về nghỉ đi. Có điều dù kéo cỡ nào, tôi vẫn níu chặt người đàn ông kia không buông. Đôi tay tôi bị đánh suốt từ sáng đến giờ. Có vết máu khô, có cả những vết máu mới. Thân thể đầy những thương tích, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó, có lẽ là sức mạnh của một kẻ sắp chết vớ được cọc, níu chân người đàn ông kia. Có chết cũng không buông. Không cần biết đám người kia cố gắng kéo tôi lại thế nào, nhưng dù ngón tay tôi siết đến trắng bệch, đến nỗi xương cốt rã rời, vẫn nhất quyết không buông. Nước mắt như màn sương, van xin không ngừng. Tôi cầu xin anh, cứu tôi, xin anh hãy cứu tôi. Lão già thấy vậy liền quay sang và nói: đêm khuya khoắt rồi, chuyện gia đình tôi hơi ầm ĩ nên làm phiền hai người. Thôi, hai người cứ đi, tôi sẽ giải quyết chuyện của gia đình. Chúng mày kéo nó ra nhanh lên. Đám người lần nữa xông vào gỡ từng ngón tay tôi ra. Khi tôi tưởng như tia hy vọng cũng lụi tàn, tục mua vợ ở đây đã là truyền thống. Người đàn ông này chẳng thể cứu nổi tôi, thì đột nhiên anh ta cúi người xuống. Mắt tôi vẫn mở, nhưng khoảng cách gần tôi cũng kịp nhìn thấy một gương mặt vô cùng điển trai, sạch sẽ, khác hẳn bố con lão già kia. Anh ta đưa tay, nâng cằm tôi lên rồi nhàn nhạt hỏi: cô không muốn làm vợ chú Long à? Phải, tôi không muốn, tôi không muốn. Tôi xin anh cứu tôi. Đưa tôi về với gia đình của tôi sẽ trả tiền cho anh. Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. Đưa cô về tôi không có làm được. Nghe vậy, tôi sụp đổ hoàn toàn, ôm lưng ngực khóc nức nở như mưa. Anh ta không để tâm mà từ từ đứng dậy, nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh và nói: bố, con muốn mua cô ta. Anh ta nói đến đây, tôi há hốc mồm kinh ngạc, không tin được. Còn lão già kia thì giãy nảy lên: cậu nói cái gì? Tôi bỏ tiền ra mua nó làm vợ. Cậu mua cô ta làm cái gì? Tôi không có nói với chú. Tôi nói với bố tôi và anh Lân. Tên đầu sỏ đứng gần đấy nghe xong vội vã chạy đến rồi cười lớn: cậu Viễn muốn mua cô ta sao? Mấy lần trước chẳng phải mẹ cậu vẫn ép cậu mua vợ mà cậu không chịu. Giờ lại ưng mắt con bé này à? Được, vậy bán cho cậu. Đằng nào lão Long cũng chưa có trả tiền cho tôi. Lão già kia liền gầm lên: mày nuốt lời. Tôi nuốt lời gì? Ai bảo ông cứ chần chừ cái khoản tiền nong mãi.
Thôi, ông đợi đợt sau đi. Cậu Viện đã mở lời rồi. Lại là chỗ quen biết, tôi không thể không nghe. Chúng mày tham tiền thì nói mẹ nó ra. Làm người ai mà không tham? Để đợt sau tôi kiếm con khác cho ông. Dưới kia có mấy người đang muốn bán con gái. Cô gái này để cho cậu Viễn. Gã đầu sỏ vừa dứt lời thì người đàn ông đi cùng với Viễn cũng cất tiếng nói. Sao không để đợt sau rồi mua đứa khác? Mua lại người của chú Long làm cái gì? Chẳng phải bố mẹ vẫn ép con mua vợ đấy à? Đằng nào cũng phải mua, ai cũng thế cả thôi. Con không quan tâm là người của ai, không muốn mua cô ta. Nhưng có vẻ hơi vội vàng không? Lúc trước bố mẹ còn vợ hơn con đấy thôi. Đi đằng nào cũng phải lấy vợ, chỉ bằng lấy cô ta cũng được. Nghĩ kỹ chưa? Tiền mua không có ít đâu. Sống cả đời với nó đấy. Chọn rồi thì đừng có hối hận. Con nghĩ kỹ rồi, con chọn cô ấy. Lão già kia không muốn chấp nhận. Nhìn tôi nằm bẹp dí dưới nền đất. Cả người không chút sức sống nào và gần giọng. Cậu Viễn, anh Nguyên. Còn mấy tiếng nữa tôi làm lễ cưới với cô ta rồi. Như vậy không khác gì là không có nể mặt tôi. Chưa làm càng tốt. Cô ta đâu phải vợ chú. Tôi mua cũng không ai bàn tán được cái gì. Cậu đừng có mà quá đáng. Đừng có cậy hơn tôi chút tiền là cướp người của tôi. Tôi không cướp, tôi bỏ tiền ra mua cô ấy. Chú có bản lĩnh thì bỏ tiền hơn tôi ra mà mua. Thằng con trai lão Long nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi và nói. Người ngợm nó thành ra thế này rồi. Con này cũng không phải hàng được kiểm tra kỹ lưỡng. Thương tích đầy mình. Anh Viễn không mất hứng sao? Mấy chuyện đó tôi không ngại. Anh Lân, thế đi, tôi đưa người về. Thằng con trai vẫn không muốn buông tha cho tôi nói tiếp. Muốn đưa người đi thì cũng phải hỏi cô ta xem cô ta có đồng ý hay không đã. Dù sao cô ta cũng xem như người của bố em, là người mà bố em đặt từ ban đầu. Người đàn ông tên Viễn cúi xuống nhìn tôi và hỏi. Em có hai lựa chọn. Một là ở lại làm vợ chú Long. Hai là theo tôi làm vợ. Em chọn đi. Cả hai sự lựa chọn tôi đều không muốn. Tôi muốn về. Tôi không muốn làm vợ của ai hết. Nhưng giờ đây, sống sót, thoát khỏi việc bị biến thành nô lệ tình dục là điều quan trọng. Cơ hội duy nhất của tôi chỉ có một. Thà làm vợ của một người đàn ông xa lạ có là địa ngục, thì địa ngục ấy vẫn còn tốt hơn cái địa ngục trước mặt. Vẫn tốt hơn việc làm nô lệ tình dục, bị lăng nhục, bị cưỡng hiếp bởi bố con lão già thằng khốn kia. Sau những thương tổn và vũ nhục, sau sự tởm lợm khi bị bố con lão già cái đụng chạm vào cơ thể, sau những đớn đau mấy ngày nay tôi phải chịu đựng, thì tạm thời chuyện yêu đương, nỗi nhớ nhung gia đình thành gác lại một bên. Tôi khóc, không lên tiếng, mắt nhòe đi, cơ thể yếu ớt túm lấy tay người đàn ông tên Viễn. Tôi nghe được giọng mình khàn đặc, nghẹn ngào và đáp lại. Tôi theo anh. Sau khi nói xong câu ấy, cả người tôi không chút sức lực, cũng không thể đứng lên đi theo người đàn ông tên Viễn. Nhưng vì sợ anh ta nuốt lời, sợ buông ra anh ta sẽ đổi ý, sẽ không có mang tôi đi nữa, sẽ bị bỏ mặc lại với đám quỷ này, nên bàn tay cứ túm lấy áo anh ta không có buông. Áo anh ta là áo khoác trắng, bị tôi túm ra thành nhầu nhĩ, máu loang lổ dưới đèn le lói. Đám người nhà lão béo kia vẫn ầm ĩ cả lên, nhưng không dám đòi người. Tôi không muốn nghe, cũng không còn đủ sức để nghe. Chỉ thấy tiếng Viễn dặn bố anh ta ở lại sắp xếp mọi chuyện, còn anh ta sẽ đưa tôi về. Xong xuôi, Viễn cởi áo cuộn tôi lại rồi bế xốc tôi lên, đi ra khỏi cổng. Đôi giày dẫm lên lớp đá sỏi bên dưới, đường dưng lạnh lẽo. Toàn thân tôi cũng run lên, không dám mở mắt, cũng không dám tin mình đã thoát khỏi bố con lão già. Cơ thể Viễn rất ấm, rất cao lớn, cường tráng. Trên người có mùi hương gỗ, còn có cả mùi thơm của hoa lan thoang thoảng. Không giống như hai cha con lão già kia. Dưới ánh sáng của những ngôi sao trên trời, tôi bỗng nhớ tới Vinh. Trên người anh lúc nào cũng có mùi thơm của nước hoa cu xì, không giống mùi hương núi rừng của Viễn. Phải rồi,
người đàn ông đang ôm tôi đi giữa núi rừng không phải là Vinh. Nghĩ đến đây tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi thật sự nhớ nhà, nhớ anh trai, nhớ cả người tôi yêu. Mấy ngày rồi tôi đã rời xa Hà Nội, mấy ngày rồi sống trong sự tủi nhục và hoảng loạn, bị đánh thử sống thiếu chết, đến một bữa cơm cũng chưa được ăn đàng hoàng. Lúc ở nhà tôi là đứa em gái được anh trai yêu thương, là cô bạn gái nhõng nhẽo được Vinh cưng chiều. Vậy mà giờ đây đến một nơi xa lạ lại biến thành bộ dạng thế này. Nếu như anh trai tôi và Vinh nhìn thấy thảm cảnh này, có lẽ hai người cũng đau lòng vô cùng. Càng nghĩ, tôi càng không khống chế được cảm xúc, nước mắt lã chã tôi như mưa. Thấy tôi khóc, Viễn bất chợt khựng lại. Nhưng do anh ta không hỏi, cũng không nói gì lặng lẽ đi tiếp. Tôi sẽ mở mắt ra, vẫn ướt nhòa những giọt lệ, giọng lạc đi. Anh có thể cho tôi trở về được không? Chỉ cần anh cho tôi về, bất luận anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể trả cho anh. Dưới ánh trăng vằng vặc, còn có cả những đom đóm bay lập lòe. Tôi có thể nhìn rõ hơn gương mặt của Viễn, nhưng lại không nhìn ra cảm xúc gì. Anh ta chỉ lạnh nhạt và đáp. Tôi nói rồi, tôi không thể đưa em về. Em có hai lựa chọn. Một là làm vợ của tôi. Hai là quay trở lại làm vợ Lão Long. Nếu em không muốn làm vợ tôi, thì đơn giản, tôi sẽ trả em lại cho bố con lão. Nghe anh ta nhắc đến bố con lão béo kìa, người tôi sợ hãi đến phát run. Tôi biết chắc từng câu từng chữ người đàn ông này không có nói đùa. Thực ra, ngay khi tôi hỏi câu ấy, tôi cũng đã sớm không hy vọng gì nhiều. Ngay từ lúc ở sân nhà lão béo, khi phải lựa chọn, tôi đã biết tôi không thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa. Tôi cố gắng hít một hơi, trấn an mình rằng thoát khỏi đám người kia đã là may mắn. Ở đây không có sự lựa chọn tốt nhất, chỉ có sự lựa chọn tốt hơn. Tôi không tin cả đời này tôi sẽ không thể về. Nhưng bây giờ bảo tìm cách trốn, tôi không thể nghĩ ra cách gì có thể trốn mà không bị bắt. Có lẽ giờ đây chỉ có cách tạm chấp nhận số phận. Trước hết cơ ngoan ngoãn ở lại. Qua một thời gian mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ tìm cách trở về sau. Giờ tôi cũng đã thật sự mệt mỏi và đau đớn, không thể nghĩ nhiều được nữa, lặng lẽ nhắm mắt lại không nói thêm. Không biết Viễn đã bế tôi đi bao lâu, cuối cùng qua mấy đoạn đường sỏi đá cũng về đến nhà anh ta. Đó là một căn nhà cấp 4 rất to. Cổng nhà là một dàn hoa giấy khổng lồ. Sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều hoa hồng, hoa hải đường rực rỡ. Đi qua quãng sân lớn, vào bên trong nhà cũng nhìn thấy nội thất bên trong. Đồ trong nhà chủ yếu làm bằng gỗ, cửa, bàn ghế gỗ, tủ gỗ. Ngay cả trên nền nhà cũng là nền gỗ. Ở đây tuy có điện lưới, nhưng trong nhà không có tivi, cũng chẳng có tủ lạnh, không có máy giặt. Tôi lặng lẽ nhìn những đồ vật trong nhà, nghĩ tới căn biệt thự mà tôi và anh trai sinh sống, quả thực là khác biệt quá lớn. Không phải điều kiện sinh sống ở đây quá khó khăn, so với nhà lão béo kia thì nhà của Viễn cũng coi như có chút điều kiện hơn. Sự khác biệt lớn mà tôi nghĩ đến chính là sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, giữa một nơi hiện đại và một nơi còn mang những hủ tục làng hậu. Và khác biệt lớn nhất có lẽ là tư tưởng của tôi với những người ở đây. Trời đêm đã khuya, có lẽ mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết. Viễn đưa tôi thẳng vào phòng của anh ta. Nhà cấp 4 nhưng chia thành từng phòng, còn có cửa riêng biệt. Vào đến nơi, anh ta đặt tôi lên giường rồi nói: ngủ đi, đừng tìm cách trốn khỏi đây. Những người trốn khỏi đây chỉ qua hai con đường. Một là bị bắt lại, hai, chết. Bên ngoài ánh trăng xuyên qua cửa sổ, không cần có điều hòa phòng vẫn rất mát. Tiếng rèm cửa lách cách đung đưa theo gió. Dưới chân giường còn có một bàn trà gỗ, có mấy khóm hoa được đặt trên ấy. Trước kia tôi và Vinh cũng từng lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân của hai chúng tôi. Tuần trăng mật sẽ đi Sapa hoặc Hà Giang. Nơi này cũng khá giống với trong tưởng tượng về Hà Giang, nhưng không có Vinh. Cuộc sống hoàn toàn đảo lộn khi tôi bị bắt cóc và đưa đến đây. Tất cả mọi hoài bão, mọi ước mơ bị dập tắt trong chốc lát.
Tôi khẽ xoay người, xương cốt như giã rời, không đáp lại lời Viễn và chỉ muốn ngủ. Suốt mấy ngày bị chà đạp, đánh đập, nên đêm ấy tôi đã thực sự kiệt sức, ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mặt trời lên cao. Rèm cửa không rõ được thả ra từ bao giờ. Ở đây không có đồng hồ, nên tôi cũng không rõ lúc này là mấy giờ. Nhưng nhìn mặt trời lên cao quá đỉnh đầu như vậy, tôi đoán cũng phải hơn 10 giờ. Tôi khẽ ngồi dậy, bụng đói meo, chân tay bủn rủn, chưa kịp bước đi đang ngã xuống đất. Bên ngoài hình như có tiếng nói chuyện. Tôi cố lê ra cửa. Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Tiếng nói chuyện mỗi lúc một rõ, và là tiếng của một người phụ nữ. Con không cần, phải vì mẹ ép lấy vợ mà chọn bừa người của người ta. Bao nhiêu lần mẹ cẩn thận chọn cho con mấy cô gái khác, con nhất quyết không có nghe. Giờ con lại đi chọn người của lão Long. Sáng nay thôn người ta đầu năm cả lên, thật không biết giấu mặt mũi vào đâu. Nghe đến đây tôi cũng biết Viễn đang nói chuyện với mẹ anh ta. Lạ thật, cả Viễn và mẹ anh ta đều nói tiếng phổ thông rất chuẩn, không hề mang chút âm sắc địa phương nào. Đêm qua, tuy tôi hoảng loạn, vẫn nhận ra tiếng nói của bố anh ta là tiếng địa phương. Chẳng lẽ mẹ anh ta cũng được mua từ dưới miền xuôi lên? Qua khe hẹp của cánh cửa gỗ, tôi nghe được tiếng Viễn đáp lại. Có gì mà phải giấu mặt giấu mũi? Đã là mua vợ, thì chọn ai cũng thế. Là người mẹ chọn, tôi cũng chẳng biết người ta thế nào. Lấy bừa cả. Ít ra mẹ chọn thì cũng là cô gái được kiểm tra đàng hoàng. Con làm như vậy, mẹ cảm thấy giống như con đang chống đối mẹ thì đúng hơn. Con đang làm theo nguyện vọng của mẹ, mẹ lại không vui. Không phải, mẹ vẫn luôn muốn mua vợ cho con. Không phải, mẹ vẫn luôn muốn con lấy vợ ngay lập tức đấy à? Nhưng Viễn, con bé này là người của lão Long. Tuy chưa làm lễ, nhưng suy cho cùng vẫn là người mà lão ta chọn. Con làm thế, khác nào xấu mặt cả hai bên gia đình. Mà cũng chẳng biết được, con bé có những cái tật xấu gì. Chưa gì đã bỏ trốn, bị đánh xước xát hết cả da thịt thế kia. Rồi về 5 lần 7 lượt bỏ trốn để làm thế nào? Dù sao con cũng đã bỏ tiền ra mua người ta rồi, không lấy lại được. Cô ấy trông không tệ, mẹ không cần phải suy nghĩ nhiều làm cái gì. Chỉ là mua vợ thôi, chọn người này người kia, khác gì nhau. Mẹ đừng có làm quá lên như thế. Ai muốn nói gì thì kệ người ta, mẹ chấp nhận đi. Suốt một đêm dài ngủ mê man, giờ tỉnh lại, đầu óc tôi đôi phần tỉnh táo. Giờ đây, tôi không thể tự mình trốn. Nhưng qua cuộc trò chuyện của mẹ con Viễn, tôi bỗng nghĩ, nếu như tôi làm cho đám người đây chán ghét, làm cho đám người đây bất mãn, có khi nào họ sẽ không muốn chứa chấp tôi nữa, thả tôi về hay không? Hoặc giả, tôi có thể lợi dụng ai để đưa tôi ra khỏi nơi quỷ quái này hay không? Nghĩ đến đây, chợt có tiếng cạch cửa. Ban đầu tôi tưởng là Viễn, nhưng nhìn ra ngoài mới biết là một người phụ nữ khá trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi. Chị ta thấy tôi ngã lăn dưới đất, vội ném tôi đồ xuống rồi đỡ tôi lên, vừa đỡ vừa nói: Em dậy từ bao giờ thế? Có sao không? Vừa đến đây từ nửa đêm, tôi còn chẳng biết ai với ai. Nghe chị ta nói chuyện thân thiện như thế, tôi cũng chẳng mường tượng ra đó là ai, có mối quan hệ gì với Viễn, nên chỉ ngơ ngác nhìn. Thấy vậy chị ta lại cười và bảo: Chị là chị dâu của Viễn, chị tên là Trang. Đêm qua em mới đến, nên cả nhà chưa gặp nhau. Em ngạc nhiên cũng đúng. Trên Viễn còn hai anh trai, đó là chồng của chị. Dưới Viễn còn có em gái, Viễn ở giữa. Bố thì chắc là em gặp rồi. Còn mẹ, chồng chị với cái Phương, lát ăn cơm em sẽ gặp. Quần áo này mua cho em, vì gấp quá nên chưa kịp giặt. Em lấy tạm hai bộ ra mặc trước, số còn lại chị mang đi giặt. Tôi nhìn túi quần áo trên tay chị Trang, với hơn chục đều là hàng ngoài chợ. Mấy ngày trước khi chưa bị bắt cóc, mỗi ngày đi làm đều mặc một bộ khác nhau, đều là hàng hiệu. Đi chơi cũng tủ quần áo riêng, không cần phải suy nghĩ, cũng cảm thấy số quần áo này là tốt nhất rồi. Dù sao cũng tốt hơn là không có cái gì mặc, tốt hơn là bộ quần áo rách rưới trên người.
tôi chọn bừa lấy hai bộ rồi giả lại cho chị. Chị Trang nhận lấy rồi nói tiếp. Chị nghe nói là em bị thương khá nhiều, nhưng chị xem qua rồi, chỉ là vết thương ngoài da chứ xương cốt chưa có gãy. Sáng chị đi mua thuốc về sắc, còn có cả thuốc bôi, uống bôi đều đặn 2-3 ngày sẽ đỡ. Tôi nhìn chị Trang hỏi một câu không liên quan. Thế chị cũng là được mua về đây à? Ban đầu tôi tưởng chị sẽ không trả lời, không ngờ vui vẻ chị đáp. Ừ, cũng là được mua về. Ở đây ngoài một số người lấy vợ trong thôn ra, còn lại đều là mua vợ mà. Chị không chạy trốn sao? Chị không chạy. So về nhà, chị ở đây còn tốt chán. Chị bị bố mẹ bán đi, nhà nghèo quá, còn 5 đứa em gái và một cậu út, nên chị bị bố mẹ bán đi lấy tiền cho cậu út đi học. Nhìn em thì khác, chắc em bị bắt cóc rồi bán lên đây, chứ trông em xinh đẹp tiểu thư thế này không phải là dân lao động. Bố mẹ chắc cũng phải yêu thương em lắm, nên em mới quyết tâm bỏ trốn như vậy, đúng không? Bố mẹ em mất rồi, em ở với anh trai, anh trai rất thương em. Nói đến đây, vành mắt tôi đỏ ửng. Chị Trang im lặng mấy giây như đồng cảm, rồi nói tiếp. Mua vợ ở đây gần như thành tục lệ, chạy trốn là không thể. Cùng phận phụ nữ với nhau, chị cũng chỉ biết khuyên em nên chấp nhận số phận. Chị thấy Chu Viễn cũng rất tốt, vừa đẹp trai nhất thôn, giỏi giang nhất thôn, con gái trong thôn rất nhiều người thích chú ấy. Em hãy xem như đây là trong rủi có may, không phải làm vợ lão Long, mà em còn có được một người chồng tử tế. Nhiều người bị bán cho mấy lão già quá vợ, 5 lần 7 lượt bị đánh cho thừa sống thiếu chết, đấy là tận cùng của khổ đau đấy. Thực ra lời chị Trang nói không phải là không có lý, ít ra thì thoát khỏi bố con lão Long cũng xem như là may mắn. Nhưng với tôi, đây vẫn là sư tử. Lấy một người không quen biết làm chồng, sống một cuộc đời tôi chưa từng nghĩ, tôi vẫn không thể xem là may mắn. Còn không biết sau này anh ta đối xử với tôi thế nào. Nếu không bị bắt cóc lên đây, tôi đã sớm có cuộc hôn nhân viên mãn với người tự yêu, sống gần anh trai, cả đời chẳng phải lo lắng cái gì. Đó mới là điều mà tôi mong, chứ không phải là cuộc sống này. Nhưng tôi cũng phản biện lại lời chị Trang, mà khẽ hỏi nhà chị tắm ở đâu. Người tôi hiện giờ rất bẩn, và tôi chỉ muốn gột rửa cho sạch. Thế tôi hỏi như vậy, chị Trang liền chỉ cho tôi cánh cửa ngay cuối phòng. Nhìn vậy mà căn phòng này có luôn nhà vệ sinh khép kín. Tôi ôm quần áo vào. Nhà vệ sinh tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Bồn rửa mặt bằng gỗ, chậu tắm bằng gỗ rất to. Bồn cầu cũng là loại tự hoại, chứ cũng không đến mức giống như tôi tưởng tượng. Chỉ là ở đây không có sữa tắm, cũng không có bình nước nóng. Dù thời tiết mùa thu, nhưng khí trời miền núi lạnh hơn ở Hà Nội. Tôi cố gắng cắn răng chịu lạnh, lấy gáo múc nước, dùng xà phòng thơm gột sạch cơ thể. Trên người đầy những vết thâm tím do bị đánh. Đến khi tắm xong, tôi cảm thấy toàn thân như đóng băng, hắt xì liền mấy cái. Xong xuôi ra ngoài, thấy chị Trang đang đợi mình ở cửa. Có lẽ sắc mặt tôi vừa nhợt nhạt vừa tím tái, lại hắt xì liên tục, nên chị khẽ nói. Người thành phố các em chắc không quen tắm nước lạnh đúng không? Nhưng ở đây không có bình nóng lạnh, muốn tắm nước nóng thì phải nấu lên, mà nấu nước thì tốn nhiều củi, còn phải đi xách nước ngoài giếng, tốn thời gian nữa, nên đa số mọi người đều chấp nhận chỉ có mùa đông mới nấu nước để tắm. Thôi em chịu khó một chút. Tôi khẽ gật đầu, đang định đáp lại thì cũng thấy Viễn bước vào. Từ tối qua đến giờ tôi mới nhìn thấy anh ta. Dưới ánh sáng mặt trời, hôm nay tôi mới nhìn rõ hơn gương mặt của Viễn. Anh ta thực sự rất đẹp, gương mặt đẹp trai không kém bất cứ gì diễn viên điện ảnh nào trên TV. Cơ thể có lẽ do dao động nên vừa cao to vừa rắn chắc, nhưng dẫu sao giờ tôi cũng hám sắc, lại không cùng hệ tư tưởng với anh ta và những người đây, và lại trong lòng đã có người khác nên không bận tâm. Anh ta nhìn tôi run rẩy, tím tái, không để ý, chỉ liếc mắt nhìn cánh tay tôi rồi nói.
Chị dâu, cơm nước xong rồi, hai người ra ăn cơm. Ừ, ra ăn thôi em dâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Em, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của cô gái bị bán đi này như thế nào, và liệu là cô ấy có vào được một cái nhà tử tế hay không. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung follow, bấm like và đăng ký kênh YouTube Báo Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.